Tại Vương quốc tuyệt đỉnh sông Ca Nhí 2018, các giọng ca bí ẩn đã dần lộ diện. Để chiêu dụ các tài năng nhí về đội của mình, các huấn luyện viên đã bất chấp thủ đoạn. Tặng cho bạn Tèo một cái loại nước trùng với màu áo của bạn. Cử thích khách đi theo ra ngoài thám tính tình hình mang về. Dành công việc cái đội của trường. Cảm thấy anh Vũ là một người rất là đáng để đề phòng. Và những mâu thuẫn đã xảy ra. Hai cô chú hình như là mỗi một vòng có một bộ mặt khác nhau á. Hồi nãy là uống nước ông này không cho. Nước đã nó bỏ thuốc vô. Có thời gian anh đi chùa đi anh ơi. Mình đi giải nghiệp đi anh ơi. Xào xáo luôn phải không? Xào xáo luôn luôn. Liệu sau tất cả, các gia đình có lại yêu thương nhau? Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện. Đón xem những tình huống bất ngờ và thú vị trong tập 2 chương trình Tuyệt đỉnh sông Ca Nhí 2018 ngay bây giờ. Chào con Duy tên là gì và giới thiệu đôi nét về mình đi nha. Xin chào tất cả mọi người, con tên là Nguyễn Ngọc Châu Linh. Năm nay con 10 tuổi và con đến từ Hải Phòng ạ. À, người đi cùng với con đây là bố con đúng không? Xin chào anh, thế là anh cũng bay từ Hải Phòng vào trong đây luôn hả? Không, anh thì anh làm ở trong đây. Thỉnh thoảng thì bố con mới về chơi thôi. Thường thì bao lâu con mới gặp bố một lần? 2 tháng thì con được gặp bố một lần. Con có nhớ bố không? Con rất nhớ. Rất nhớ hả? Có khóc không? Con không khóc, con rất là mạnh mẽ. Con rất là mạnh mẽ. Con mình sống ở xa như vậy á thì làm sao mình theo dõi hoặc là mình biết được? Tuổi nào mà cũng FaceTime là hát cho ba nghe. FaceTime luôn, quá là công nghệ hiện đại luôn. Mình toàn hát hay cho ba nghe những bài nhạc trẻ thôi. Em một ngày hôm qua rồi lớn nó cái bài. Thì khi mà con biết con vào Thành phố Hồ Chí Minh để đi thi và bố sẽ là người song hành cùng cái cuộc thi này thì con thấy sao nè Linh? Khi mà con biết là con được vào vòng này thì con rất là vui. Có bố đồng hành cùng với con thì niềm vui của con nhân đôi lên. Trước khi hai cha con bước ra để mà thi tài, thể hiện tình cảm với bố đi nè. Hai bà, xin mời anh sẽ dắt tay bé ra sân khấu ạ. Xin mời. Chuyện xưa của đôi trai gái.
chính là Châu Linh, huyền thoại Hồ Núi Cốc. Con xin chào tất cả mọi người, con tên là Nguyễn Ngọc Châu Linh. Năm nay con 11 tuổi và con đến từ Hải Phòng ạ. Rồi, cảm ơn con Châu Linh 11 tuổi. Đội lấp lánh lung linh, cặp đôi Ly Lập xin mời chia sẻ. Con ơi, đội của chú với lại đội của cô Ly á, cái thế mạnh là những cái gì nó mang âm hưởng về cái văn hóa của Việt Nam của mình. Và con mới về hát cái dân ca đương đại á, bắt đầu lên trống cái là biết là cái giọng này cũng dữ dằn lắm mới dám chọn dòng nhạc này. Bởi dòng nhạc đâu phải là cái dòng nhạc mà ai cũng có thể hát được, nó khó lắm. Chú mà nghĩ là chú mà có con rồi đó nha, chú sẽ dàn dựng cho con rất là nhiều thứ luôn á. Bởi vì trong đầu chú là muôn sắc muôn màu. Nếu như mà cái phong cách theo kiểu này, không biết là con có coi Tám Cám Chuyện Quỳnh Lập kể không? À, con có muốn làm theo kiểu mặc đồ cổ trang, trình diễn này nọ, được thăng hoa không? Rồi về đây đi, chú cho con thỏa mãn hết tất cả mọi thứ luôn ha, à, được không? Vâng ạ. Dạ vâng, cảm ơn con. Nhẹ nhàng vậy thôi. Còn với cô Ly, thấy cô Ly cười tươi quá, không biết con, cô Ly nghĩ sao? Châu Linh, con có một cái giọng hát bén lắm luôn á. Lúc mà đầu tiên vào á, nó có hơ hờ hết á, nghe nó rất là sắc nét. Nhưng mà cô, tại vì cô để nghe thêm tí xíu nữa thêm như thế nào, mặt con cũng rất là xinh, hát thì tốt. Còn những gì chú Huỳnh Lập mà nãy cũng đã nói, nếu mà về đội cô chú thì chú Huỳnh Lập và cô chú sẽ khắc phục thêm cho con những cái nhược điểm mà khi nào mình về đội mình mới nói với nhau nghe thôi nghe con nha. À, không biết là mình có nhận Hải Phòng chung không? Cô Ốc là cũng ở Hải Phòng đó con. À, có thấy con có thấy cô Ốc ở ngoài đó không? Không. Không, ngoài đó con thấy Ốc với biển mà, chứ không thấy cô Ốc. Tại cô Ốc vào đây từ khi cô còn bé, nhưng mà đây là quê hương của cô. Thực sự là Hải Phòng là vùng đất của rất nhiều người tài và con là một trong những người tài năng như vậy. Cô Ly thì nói là khi nào về đội thì mình mới nói ra những cái mà mình sẽ thay đổi cho bé đúng không? Nhưng mà cô Ốc thì lại không nghĩ như thế. Cô Ốc với lại chú Vũ quyết định là sẽ chia sẻ luôn. Bởi vì có những thứ mình có thể chia sẻ với nhau một cách công khai. Xin lỗi cô Ly một tí nha. Đâu có sao đâu. Cô thì cô thấy rằng là thật sự là con đúng là có cái giọng rất là bén như những gì mà cô Ly vừa nói. Và con có cái sự lả lướt ở trong cái giọng hát của mình. Mà đây là cái điều cần có của dòng nhạc này. Với dòng nhạc này thật sự là không phải bé nào cũng có thể hát được. Nhất là ở độ tuổi của con. Cho nên là con đang sở hữu một cái khả năng theo cô là đặc biệt. Bởi vì phải cảm nhận rất sâu sắc về nó thì mới có thể thể hiện như thế. Nhưng mà cô với chú Vũ có thấy rằng là đôi chỗ không có rõ lời. Và cô nghĩ rằng là nếu như mà mình khắc phục được cái điều này á, thì tiết mục của con nó sẽ hoàn hảo hơn rất nhiều. Cô Ốc nói là đúng, chú cũng đồng ý với điều đó. Lúc mà con hát làm cho cô chú rất là sướng, tại vì những cái nốt cao mà con lên, nó con đẩy lên tận trên mây, đúng như cái bài hát dân ca đương đại con vừa mới trình diễn. Và con biết hồi nãy chú Quỳnh Lập có nói về cái vụ mà sẽ dàn dựng bài hát cho con á. Con biết hồi năm trước không, chú vừa mời cô Hương Lan về để huấn luyện cho Đức Vĩnh Quỳnh Anh, mời chú Hoài Linh lên tận sân khấu để hát, mời chú Đàm Vĩnh Hưng ngồi dưới đó để mà xem cái chương trình hát thôi. Và ngoài ra rồi còn rất rất nhiều thứ nữa. Cho nên về cái dàn dựng á, mình đừng nghĩ tới, tại vì cái dàn dựng nó ai cũng làm được hết. Cái quan trọng là con cảm thấy cái đội nào sẽ dễ thương với con hơn. Và chú nghĩ là chú rất là hợp khi mà làm việc với lại trẻ con, tại vì chú dành cho tất cả những đứa trẻ cái sự tôn trọng. Con cho cô chú cơ hội để mà có thể làm cho con trở thành một người tốt hơn, trưởng thành hơn, và con chính là con đứng bằng hai chân của con. Con đồng ý không? Cảm ơn chú ạ. Con ơi, ngoài dòng nhạc này ra con còn thích hát dòng nhạc nào khác không? Con hay hát nhạc trẻ ạ. Con cũng hay hát cho cô chú nghe một câu được không? Một cụ già lắng nghe đài, cụ già lắng nghe đài, bớt tuổi già. Này một thằng bé nghe đài, một thằng bé nghe đài, hát vang trời. Giọng rất tốt và khỏe đúng không ạ? Wow, cuộc chiến đã có thêm một cặp nữa. Chúc mừng con. Nhưng mà xin được hỏi cặp đôi thứ ba của chúng ta,
bên đây thì là yếu tố dàn dựng, bên đây thì yếu tố người quen, người thân nổi tiếng, thì không biết là bên mình có yếu tố gì nữa không? Tất nhiên nó sẽ là tổng hợp. Tổng hợp con à. Trời ơi, vậy luôn á hả? Gàn quá. Nói về mối quan hệ mà với những ca sĩ thì chắc chắn là con cũng biết là thế hệ của chú như là Đông Nhi, Nước Phước Thịnh, Sơn Tùng, rồi còn những người lớn hơn thì có anh Đàm, rồi rất là nhiều những ca sĩ khác nữa. Còn nói chung là mấy quan hệ đó thôi con ơi, chung nhiều quá chứ không nhớ nổi nữa con. Nhưng mà nếu mà nói về dàn dựng, cô hứa cô cũng sẽ cố gắng thật là nhiều để mà cho con có một cái tiết mục thật là hay, ý nghĩa. Và nếu mà con có xem lần một hay là xem 10 lần nữa, cảm xúc cũng sẽ nguyên vẹn, cô hứa như vậy. Đừng có dàn dựng những tiết mục phun lửa là được. Dạ không. Nè. Nước. Cô Linh này, bây giờ thì cái sự lựa chọn của con sẽ rất là vất vả. Tại vì hồi nãy thì chỉ có 2 cặp, nhưng mà nghe con hát nhạc trẻ thì bây giờ là cô chú đã quyết định chọn con luôn. Cho nên là chú Khang nhường cái quyền quyết định đó cho con, để con hãy đọc tên của 2 vị huấn luyện viên mà con sẽ về đội suy nghĩ thật kỹ nha. Quyết định của con sẽ là cô Cẩm Ly và chú Huỳnh Lập ạ. Xin chúc mừng con. Mời con. Chiến thuật lấy sao đè người của hai đội Vũ Vân Vui Vẻ và Phi Như Hai Nhây đã không thành công. Châu Linh quyết định về với đội Ly Lập Lung Linh để tỏa sáng theo cách riêng của mình. Đài giới thiệu và con em, gia đình con em và dễ thương quá đi. Chúc mừng con nha. Và giới thiệu gia đình là và con em. Dạ con em. Chào con. Hai cô chú giữ con tốt. Chào nha. Con nha. Một lần nữa Hải Phòng lại không về với Hải Phòng. Sư trùng lắm. Dạ lại nói rồi. Chị Ốc ơi, sao kỳ vậy? Ốc ơi, mình đừng nhận đồng hương nữa Ốc. Nhiều khi nhận đồng hương người ta không về đó. Túm lại tôi là người Sài Gòn. Dạ vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh tiếp theo. Về
xin trở về. Khổ quá. Như 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 à, điềm đạm ha, không con ơi. Rồi, con ơi dễ thương quá, cả gia đình hai người ta con... điềm đạm kìa. Thì với điềm đạm thì... À, đứng trên này với em đi cho đỡ lạc lõng thôi. Không, mình điềm đạm là cho em MC nó làm em... nè em. À, rồi bây giờ hai con giới thiệu đi, tên gì, tuổi gì? Dạ con tên Nguyễn Thị Quỳnh Nhi. Trời ơi. Con ơi, Quỳnh Nhi và con là dạ con là Duyên Khuê. Duyên tên đẹp đến từ đâu em? Dạ con đến từ ngã bảy Hậu Giang. Ủa? Hậu Giang. Ngã bảy Hậu Giang. Mọi người ơi, em xin phép vào ngã bảy Hậu Giang quê em. Phải không? Trời ơi, chết rồi, phải chết không, rồi. Ngã bảy Hậu Giang con ơi, nhà con khúc nào? Chị ơi, coi chừng bị lời nguyền là cùng đồng hương đó. Bị lời nguyền là chị cùng đồng như hương đó. Cái quê đừng có mang cái đó ra rồi em rồi. Giống cái quê hương đi nhưng mà thích cái, quá. Như như cái lời nguyền phải không, em không nhớ hả? Không nhớ hả? Con hát làm cho cô với chú Huy cứ bấu tay bấu chân. Và thật sự là khi mà hát gần xong là cảm thấy có một cái sự xúc động bên trong. Tại vì hai cái tà áo dài tím xuất hiện trên sân khấu nó quá dễ thương. Đúng rồi con, với lại tính của chú cũng nhẹ nhàng, con thanh tao như vậy đó. Con ơi, con gái cao cao á, con bao nhiêu tuổi rồi? Con Duyên Khuê, dạ, con mấy tuổi? Con 10 tuổi. Ủa? Con 10 tuổi? Con 12. Bên đây 12. Hả? Ủa? Là sao? Là ai lớn hơn? Bé này lớn hơn, bé này nhỏ hơn. Mà bé này lớn hơn là lớn con hơn. Còn bé này là bé còn nhỏ con là nhỏ con hơn. Còn tuổi là bé này là nhỏ tuổi em hơn. Còn bé này là lớn tuổi hơn. Tuổi lớn con bé nhỏ con hơn. Còn này là nhỏ tuổi hay là lớn tuổi hơn? Chị Ly bao nhiêu tuổi? Dạ em 10 tuổi ạ. Chị Ly ơi. Dạ. Chị có thể giúp tụi em một việc nhỏ thôi là chị triệu hồi Lập về được không chị? Dạ giúp em. Tại vì chị đang... Chị Ly, được rồi chị. Thiệt. Tại vì hồi nãy chị cũng quấn quýt ở đây nãy giờ nè. Chị Ly giống như là hoàng hậu cử thích khách đi theo ra ngoài thám tính tình hình mang về rồi. Bây giờ cô nói cho con nghe. Con á, con hát làm cho giám khảo ai cũng say đắm tụi con hết. Về cái chuyện mà làm cho tụi con hay hơn á thì ai cũng có thể hết. Bây giờ tùy tâm con ơi. Con ơi, ngoài ca hát ra có thích diễn xuất, có thích MC gì không? Bé nói bơi lội cho tôi xỉu quá. Bé thích đàn gì, con thích đàn gì? Dạ con thích nhất là đàn bầu. Đó. Trời ơi con ơi, cái quan trọng đó. Con xin trân trọng giới thiệu với con, ở đội của chú có một thánh đàn bầu ha. Về hai tụi con chơi suốt đêm được luôn nha con. Rất là nhẹ nhàng, tình cảm như tính tình của cô chú vậy đó. Cô chú rất là trầm tính, rất là điềm đạm. Đúng con rồi về con. Là rất là phù hợp luôn con ơi, nói chuyện cả ngày cứ điềm đạm như thế này thôi con ạ. Con nghe hai giọng cô là chú biết. Hình như là mỗi một vòng có một bộ mặt khác nhau. Cô hỏi nè, quê con nói quê con ở Hậu Giang, ai tập cho con hát cái giọng mà bài Huế thế này? Dạ cô của con tập. Lúc mà tập hát với nhau á, rồi Quỳnh Nhi có chỉ cho em Duyên Khuê cách hát đúng chuẩn giọng Huế. Trời ơi chị ơi em dạ mệt dạ. Chị quá chị ơi. Khi tập thì con sai thì em Khuê bổ trợ, thì khi bằng em Khuê sai thì con bổ trợ cho nhau. Hay quá. Con Quảng Trị hay là Huế? Dạ con người Huế. Con người Huế gốc luôn à? Dạ. Ồ, quá dễ thương. Mẹ cô người Huế con ơi. Phải không? Phải không? Sao dòng họ chạy gốc gác lẫn bây giờ tôi vậy? Nói cho nghe tôi khai ra nè. Ba tôi người Hà Nội, mẹ tôi người Huế, tôi đẻ ngã bảy được chưa? Là đẻ rớt vợ ngã bảy hả? Con ơi, cô giáo cấp 1 của chú là người Huế. Chứ bây giờ vậy cô giáo đó có dạy anh tới nơi tới chốn mà. Lập ơi, em thấy sao Lập? Lập, con ơi. Em thấy sao? Chị Ly ơi, đội mình nhiều rồi. Từ nãy giờ là chị kìm em lại rất nhiều luôn á chị Ly. Em cũng rất là muốn cho hai bé này. Tại vì cái màu mà hát về nhạc Huế là mình chưa có đó. Và bé còn biết đánh đàn bầu nữa. Chị Ly. Chị Ly ơi. Cái này gạt mày xuống cái đó là cái. Mệt lắm. Chị sao? Chị sao? Lập ơi, về chỗ chị Ly la. Ừ chị Ly đi em ơi. Em nhắm coi em bấm có về không? Các con kìa, hỏi con đi kìa. Trời ơi, cái gia đình bên này hả? Bây giờ nè, xào xáo luôn phải không? Xào xáo người đối xử với tôi như vậy. Con ơi,
Chị trộm nghĩ chúng ta có thể thay đổi điều luật của chương trình không? Mình chia đôi được không? em nghĩ là mình chia đôi đi. Dạ thôi chị. Văn mà. Chị Ốc ơi, chị Ốc, bây giờ gia đình đang rối lắm. Bây giờ chị đừng nói gì thêm nữa. Bây giờ cho con em nó chọn đi chị ơi. Thí dụ hai nhà chọn chia đôi được, lỡ ba nhà chia ba làm sao? Bây giờ em đây em sử dụng quyền năng nè, em kết hợp quyền năng, chị đẩy giùm em nha, được không? Nào, 1, 2, 3. Thôi nói chung là cô sẽ dành quyền cho hai đội cho tụi con bớt có cái sự mà căng thẳng nhiều hơn. Rồi bây giờ con chọn đi, bây giờ hai cái làn xanh này. Bây giờ hai đi con về hãy, nhà đi, nó chọn hai con chọn chị chọn Ly đi. Bây giờ trời ơi. Con ơi, chữ Huế với chữ Huy chung chữ H nha con. Chú mới phát hiện ra điều đó. Về Hậu Giang nha. Con đã thống nhất với nhau được ý kiến chưa? Quéo cơm. Ốc đứng đây sao nó thống nhất được. Rồi bây giờ chị Ốc ơi, chị hai con nói một hai con nói nhỏ với nhau thống nhất. Mình lấy micro ra mình nói nhỏ với nhau thống nhất. Mình che lại nha. Rồi. Trời ơi. Sao cứ phải hành hạ tinh thần của tôi bằng mấy cái này không vậy? Rồi bây giờ mình nói hai cái tên của huấn luyện viên nha. Ai là người sẽ đau tim? Dạ con. Trong đội huấn luyện viên, cô Khả Như và chú Ngô Tuấn Huy. Cảm ơn. Chúc mừng cô. Có vẻ lời nguyện đồng hương chỉ áp dụng cho cô Ốc Thanh Vân thôi. Còn ngã bảy Hậu Giang vẫn về với cô Cả Như. Chúc gia đình Hay Nhây, Huy Như sau khi nhận đồng hương sẽ càng yêu thương nhau, cùng nhau tỏa sáng. Và tiếp theo sẽ là một cặp thí sinh xứng tầm với nhau trong cả ngoại hình lẫn giọng hát. Ủa sao kỳ vậy ta, nói với mình là hai bạn nữ đang có mặt ở đây. Hai con ơi, đâu rồi? Hai con à, hai bạn đấy hả? Dạ. Sao dọc? Ồ, để chú khoan đáng. Bạn này 4 tuổi, bạn này 5 tuổi, đúng không? Dạ. Học. Ủa, vậy chứ con mấy tuổi? Con 8 tuổi. Con 8 tuổi. Trời ơi, 8 tuổi, 9 tuổi, con chết chiếu. Chú Khang hỏi nè, hai con tên gì? Con tên là Huỳnh Thu Hằng. Rồi con tên là Nguyễn Trung Anh. Con là ở đâu? Dạ, con ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn con? Con ở Cần Thơ. Hai cô gái xinh đẹp của tôi hôm nay mặc cái áo dễ thương vậy là tụi con hát bài gì? Dạ con gặt lúa. Gặt lúa. À, thế hai bạn có biết gặt lúa không? Dạ không. Không. Dạ, giờ đứng đây, chú Khang hướng dẫn gặt lúa nha. Cái ra cái mình gặt lúa. Dạ, tới đâu. Dạ, chuẩn bị gặt lúa. Gặt lúa. Gặt lúa. Gặt lúa. Gặt lúa. Gặt lúa. Xay lúa. Xay lúa. Xay lúa. Xay lúa. Xay lúa. Hay quá. Hai cô gái dễ thương mà đáng yêu chuẩn bị ra gặt lúa, đúng không? Thế hai con có hồi hộp không? Dạ. Ừ, ê, hai con đã sẵn sàng chưa? Khi nào mà mình hồi hộp á, là chúng ta sẽ hít thật sâu vô. Hít sâu vô. Rồi, thoải mái chưa? Rồi, bây giờ chú Khang chúc cho hai bạn của chúng ta sẽ thi là giỏi, thoải mái ha. Đâu, làm lại gặt lúa cho chú Khang coi. 2, 3. Gặt lúa, gặt lúa, gặt lúa, gặt lúa, xay lúa, xay lúa, xay lúa, xay lúa, xay lúa, hay quá. Yeah, đập tay cái coi. Yeah. Yeah, rồi hai bạn nắm tay nhau bước ra, chúc thi tốt nha. Xin mời.
người ơi ơi, qua làn nắng mới vui chân đi tới phiền trời. Hai chị em ra đây giới thiệu cho cô chú biết tụi con tên gì, mấy tuổi nè? Con tên là Huỳnh Thu Hằng, năm nay con 9 tuổi. Con tên là Ngô Nguyễn Trâm Anh, năm nay con 8 tuổi. Trời ơi. Bạn nào ở Cần Thơ, bạn nào ở Thành phố Hồ Chí Minh? Con ở Cần Thơ. Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh. Con có hát được câu hò nào của Cần Thơ không? Hay là con có hát cái câu dân ca nào nữa không? Tại vì bây giờ là mình không cần quyết định nữa rồi đó. Con là gì của chú rồi đó, của cô chú. Cô lên đây nè, trời, gia đình mình lên đây. Rồi, biết hát bài dân ca rồi, hát cho chú nghe một bài coi. Núi nào cao bằng núi cao tình mê. Mắng bằng nước mắt mẹ hiền, thương con 9 tháng 10 ngày để con khôn lớn, để con khôn lớn bỏ mẹ mà. Dễ thương quá à. Con hát mà chú Vũ là chú dễ đành đạch luôn, là con biết con hát con cảm xúc đến như thế nào rồi đó. Yeah. Nhưng mà trước khi là đội này nhận xét thì cho hai đội còn lại chia sẻ chút cảm xúc đi. Bây giờ xin mời cặp đôi hay nhất đi. Cặp đôi Huy Như. À, nói hay nhất hơi ngại nên bây giờ kêu hơi nhanh cô... cho em dễ. Yeah, cô rồi. Chú xin chào tụi con. Nói đi Như. Khi mà nghe các con hát thì thật sự cô hơi bị đấu tranh tư tưởng rất là nhiều. Bởi vì các con hát giọng cao nhưng mà thật sự nghe đang chưa rõ lời một chút xíu, nên cô cũng hơi băn khoăn, hơi lo nghĩ một tí. Nhưng mà khi mà mở ra nhìn hai con như vậy, cô thấy tiếc khủng khiếp. Trời ơi, dễ thương như hai thiên thần. Con về cô chú đó đi, cô thấy được cái tình yêu cô chú đó dành cho hai con. Và cô mong là hai con sẽ đi thật là sâu, rất là dễ thương luôn ơi. Cảm ơn. Rất là duyên dáng, dễ thương, hai con thấy ghét dễ sợ luôn kìa.
Mà cái cô nhỏ kia của hò ngọt quá. Còn cái bé Hằng, Hằng ơi, con hò được không? Con hò được câu nào hò cô nghe coi. Dạ có nhưng mà giờ con quên. Trời ơi. Trời ơi. Mà nghe cô hỏi cái này trời nha. Con tôi đó. À, lúc mà hai đứa con á ở đằng sau tấm màn hát á, rồi chưa có thấy màn mở ra mà mình cứ phải hát hoài như vậy á. Cô hỏi thiệt là lúc đó tụi con có suy nghĩ gì không? Có buồn không? Ừ. Dạ. Nhưng mà nếu mà cô chú không chọn con nhưng mà con cũng phải hoàn thành màn trình diễn của mình thật tốt. Chú về chú sẽ nghiên cứu cho một bài, con sẽ làm cho mọi người ở đây thuyết phục 100%. Và nếu như mà con có hát là mọi người phải đứng lên vỗ tay hết chú mới chịu. Có đồng ý không? Quyết định vậy nha. Thôi bây giờ bây giờ mỗi cô chú với một bé nè. Hát bài Cánh Gạo về là chúc mừng huấn luyện viên Dương Triệu Vũ, Ốc Thanh Vân đã gặt hái được hai hạt thóc vàng. Hy vọng Thu Hằng trong anh sẽ làm nên chuyện để gia đình Vũ Vân vui vẻ, có được một mùa bội thu. Anh nghĩ có về kinh Bắc quê em, mà nghe quan họ, mà xem làng nghề. Xin chào mọi người, con là Minh Ngọc, con 13 tuổi. Mời mọi người cùng về thăm Bắc Ninh, quê hương con. Bắc Ninh, một miền quê có truyền thống văn hóa nghệ thuật lâu đời, với một vẻ đẹp cổ kính, đáng yêu và đáng nhớ. Những ngôi chùa, những làng nghề truyền thống, những lễ hội đã làm nên một xứ Kinh Bắc rất nên thơ. Dân ca quan họ được hình thành từ những nét đẹp của quê hương Kinh Bắc, từng câu hát thấm thía tình cảm của người con Bắc Ninh. Đây là niềm tự hào và cũng là niềm đam mê lớn của con. Con gái biết không, làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đấy. Dạ con biết, con cũng rất thích các làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh. Trong thời gian vừa qua, con và các cô chú ở đây đã luyện tập rất vất vả, nên hôm nay mẹ có món quà tặng con, đó là một người rất đặc biệt. Ban tổ chức chương trình Diễn đàn Song ca nhí mùa 2, em chúc mừng chị đã bước vào vòng tiếp theo. Chị cảm ơn em, chị sẽ cố gắng. Con mong giọng hát của mình có thể làm các bạn nhỏ hiểu về đất và người Bắc Ninh, từ đó càng thêm yêu làn điệu dân ca con họ. Thank you.
theo con. Nghe cái giọng là đã thấy thanh thoát, mà mở ra cái tưởng hoa hậu, trời ơi đẹp mà đẹp, cái gương mặt nó lắm. Sáng duyên dáng. Con đến từ đâu? À, dạ thưa chú, con tên là Nguyễn Thị Minh Ngọc, con đến từ Bắc Ninh. À, đó có phải là cái lý do mà con chọn hát cái dòng nhạc quan họ này hay không? À, dạ vâng ạ, con muốn đem đến cho khán giả xem và giới thiệu cho mọi người xem về Bắc Ninh quê hương con. Quá hay, một cô bé rất là yêu quê hương mình. Em nè, gạt thêm lần nữa nè. Oh, wow. Quá là tuyệt vời. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ ưu tiên cho cặp chưa chọn trước nha. Xin mời cặp chưa chọn có thể chia sẻ đôi điều cảm xúc của mình. Cô chú chào con. Thật ra mà nói thì nãy giờ cô chú đấu tranh rất là nhiều. Như ngồi dưới đây mà kiểu như là bị cái quai hàm nó bị lỏng á. Trời hay quá. Nhưng mà vậy nè, bị mê quá. Mê. Nhưng mà cảm thấy á là với cái tài năng và cái sự mà hay mà xinh đẹp như thế này á, hãy để cho những người mà họ phù hợp nhất. Đó, hai đội này. Bây giờ mình có thể mời đại diện của ba đội bước ra làm cái điệu múa nón quai thao này cho quý vị khán giả thấy được không? Mời đại diện Khải Như, Quỳnh Lập cùng với Lão Thanh Vân, mời mỗi người bước ra con hát đoạn múa nha. Múa là nghề của cả ba người của chúng ta, duyên dáng. Bây giờ con hát đúng là cái bài đó, sau mỗi người sẽ có 15 giây để múa tiết mục. Ai mà tỏa sáng nhất thì cái cơ hội để bé chọn về đội nó cũng cao hơn chút. Yeah. Nào, bây giờ hãy cùng đến với thí sinh đầu tiên, số báo danh 001, số đo 3 dòng 90-60-90, Ốc Thanh Dân, để múa. Đầu tiên, con vô con. Wow. Chúng ta còn 5 giây. Cá, cá, đâu cá. 4, 3, 2, 1. Thưa quý vị, lúc đầu là muốn nói quay thao, phía sau tôi có cảm giác như muốn lửa vậy đó. Dạ. Cảm ơn con hát hay quá. Thưa quý vị, nếu mà chấm điểm mà muốn được rồi, lập ơi hết giờ rồi, lập hết giờ rồi. Quý vị cho chúng tôi biết là với ba cái tiết mục múa vừa rồi, cái người nào mà múa đi vào hồn quý vị nhất, ai cổ vũ cho Thanh Vân vỗ tay à? Ai cổ vũ cho Huỳnh Lập vỗ tay à? Dạ, ai cổ vũ cho Khải Như vỗ tay à? Cảm ơn rất nhiều. Dạ. Sau cái tiết mục vừa rồi thì cô Dân thấy bé Minh Ngọc thế nào? Cô tưởng tượng hơi bị xa, nhưng mà thật sự là khi mà con hát á, cô đang suy nghĩ đến thi nhan sắc nào đó trong tương lai. Nếu như mà con có tham gia thì có lẽ là cái phần thi tài năng của con sẽ luôn là số điểm tuyệt đối. Bởi vì con không chỉ xinh đẹp duyên dáng mà thật sự con rất là tài năng. Con cảm ơn cô rất nhiều ạ. Và ai mà may mắn sở hữu được con ở trong đội của mình thì thật sự đó là một lợi thế. Bây giờ bé này bước lên sân khấu là người ta có cái thiện cảm rồi. Em giống như một thiện nữ bước lên sân khấu, anh sẽ xây nguyên một ngọn núi trên đây. Em đứng trên đỉnh núi cao. Cái gì mà xưng anh em? Ủa không lẽ giờ đứng vậy xin chú con? Đúng không? Với lại là em vẫn còn trẻ và em vẫn muốn đi chơi. Cho nên là đứng gần với nhau coi như bạn bè đi.
giờ tôi nói bà nghe này nè. Bà về đội tôi đi, mình có cái sự đồng cảm cùng trang lứa với nhau, tôi dựng cho bà một tiết mục dữ dội. Trời ơi bà, nói đùa vậy thôi, nếu như mà anh về em về với anh á. Lập ơi, anh về nhà anh đó. Em ổn không Lập? Ổn chứ hả? Ổn chứ. Biết sao không? Bị cảm giác mà bị bấn loạn trước nhan sắc và tài năng. Bấn loạn, nao núng quá, tại vì bé nó hát mượt mà không, từng câu hát. Không phải đâu Huy, tại cái đoạn mà bay lên thiếu hụt oxy. Nhảy quá cho nên là oxy chưa lên não kịp, tội nghiệp. Chú dạ. Vũ muốn nói, chú bây Vũ giờ nói. Chú Vũ mời chú Vũ chia sẻ. Minh Ngọc ơi. Dạ. Không hiểu sao chú rất có duyên với người Bắc Ninh. Và bây giờ con lên đây con hát cái bài này. Cái chương trình này nó có cái tên là Tuyệt Đỉnh Song Ca. Cho nên cái điều quan trọng mà con cần phải có đó là một người có thể hát chung với con được. Và trong đội chú bây giờ chú đã có một bạn mà chú nghĩ là nếu như mà chú và sếp con với bạn đó vào thì gần như là thiên hạ vô địch thủ. Tại vì từ đầu chương trình cho tới giờ, hai người mà chú cảm thấy hát điêu luyện nhất mà đa dạng nhất và cũng đều là người ở miền Bắc hết, đó là Tấn Bảo. Và con, và chú bảo đảm với con, chú sẽ đẩy con tới chung kết và có thể tới quán quân luôn. Chú thề với con luôn. Con cảm ơn chú. Mời cô Ly chia sẻ đôi điều ạ. Thực ra thì về cái khâu mà ăn nói của cô Vân và chú Vũ là không có ai mà sẽ qua nổi hết. Không có thể nói được như thế đâu. Nghe chú Vũ nói là cô Ly coi như là không biết nói gì luôn, con hiểu không? Bình thường á, chú không có nói nhiều như thế này đâu. Nhưng mà con làm cho chú đủ cái nguồn cảm hứng để mà chú bắt buộc bằng mọi cách phải giành công việc cái đội của chú. Bắt buộc bằng mọi cách phải giành công việc cái đội của chú. Bắt buộc giành công việc cái đội của chú. Con cảm ơn chú ạ. Đừng có bị nhiễu loạn thị phi. Đúng rồi. Hãy chọn bằng chính con tim của mình. Chị không biết là thì chú Vũ nói hay quá nên cứ nãy giờ cứ tưởng chú Vũ làm MC, chú Vũ nói thuyết phục quá. Khang có công nhận là Vũ chưa bao giờ mà bị phấn khích tới cái độ. Đúng mà, chưa bao giờ phấn khích. Có, nãy giờ nãy anh phấn khích quá trời luôn, bé nào anh cũng y chang như vậy. Thấy chưa em? Bây giờ cô chỉ nói về cách nhận xét của cô trong tiết mục này của con nha. Thực ra thì giọng hát của con và cái cách xử lý của con trong bài hát này, cô nói thì nó cũng không biết có quá lắm không, nhưng mà nó giống một ca sĩ chuyên nghiệp thực thụ, chứ không phải là một người cô gái, một cô bé mà đi thi luôn. Tại vì cái cách mà xử lý điêu luyện từng cái luyến lấy, từng cái nấc cái giọng, mà đặc biệt cái giọng giả thanh của con nó rất là sắc và bén. Và cái giọng giả thanh như thế không phải ai cũng có được, đôi khi người có nhưng mà nó sẽ không có được sắc và sáng như thế. Khi màn hình tách ra thì con bước ra thì cô càng bất ngờ hơn. Cả thanh và sắc đều có. Và ở con nó có cái sự dịu dàng, thấy thương lắm. Ngay cả cái nón quai thao cũng phải ai cầm rồi nó cũng đẹp đâu con. Mình phải có cái e thẹn, cái e ấp như thế nào. Ủa, thì con hả? Làm là vừa. Em cầm không được đẹp lắm hả chị? Hả? Dạ, nãy giờ cũng cầm. Vậy hả? Không. Chị Ly, chị nói có công bằng đi. Người đồng nghiệp của em cầm đẹp không chị? Em bị nhột đó. Không, nãy giờ chị chưa nói gì mà nói chị đâu có chê. Cầm cũng đẹp. Thôi đừng khóc mà Như, không thôi. Trời ơi, gấu. Nó xấu thiệt Như. Trời ơi trời. Ý là cô nói trong cả về giọng hát và cái phong cách của con nó đều tròn trịa quá. Và cái gương mặt của con, tất cả mọi thứ nó đều tốt. Cho nên là con về đội ai cũng được. Và quan trọng là khi mà con về đội và phải tìm cho con một người và phải dàn dựng cho con những cái bài hát như thế nào để cho con tỏa sáng hơn nữa, cái đó mới là vấn đề. Bé Ngọc ơi, nãy giờ là cô đứng đây rất là lâu rồi. Thật sự là cô chú nhiệt thành và cầu thị, chắc con cũng cảm nhận được điều đó. Nhưng bây giờ cô cũng không có muốn dùng cái sự hiện hữu của mình để mà lấn át cái cảm xúc của con. Dạ, chị xin mời cô về chỗ. Dạ, xin mời Lập về chỗ. Anh đứng ở đây, anh cũng cầm phụ của nó, em sợ em bị mỏi á. Cô về chỗ với chú Vũ và cô đợi tin vui nha con. Và bây giờ, đó là quyết định của con. Dạ thưa cô chú, là tất cả cô chú đều con đều rất là ngưỡng mộ và yêu quý. Nhưng mà con phải chọn một. Con chọn cả hai được không chú? Không. Chú thấy con có cái nón vai thao đẹp quá, con sẽ bước đến và con sẽ gửi cái nón vai thao đó cho vị huấn luyện viên nào mà con tin tưởng và đặt trọn niềm tin.
Phượng Minh Ngọc đã về với đội cô Cẩm Ly và chú Huỳnh Lập. Một lần nữa chiêu trò của đội Vũ Vân có tác dụng ngược lại. Liệu họ có thay đổi chiến thuật trong tiết mục tiếp theo? Chờ xem nhé. Chào, chào con giới thiệu đôi nét về mình đi. Dạ, con tên là Bùi Thị Thùy Linh, năm nay con 8 tuổi, con đến từ Gia Lai. Gia Lai, đây là mẹ con đúng không? À, hai mẹ con đi từ Gia Lai xuống đây bằng xe gì? Dạ, em đi bằng xe đò. À, chị đi mất mấy tiếng? Dạ, 10 tiếng. À hả, Linh có học hát ở nhà không con? Dạ, có. Ai là người dạy con học hát nè? Dạ, ba. Con thích học hát lắm hả? Dạ. À, chị phát hiện ra năng khiếu của con mình từ khi nào? Dạ thì năm 3 tuổi ạ, là cháu nó thích hát, thế là gia đình cho cháu hát ấy. Thế là thế là cháu cũng có năng khiếu. Dạ. Thế ngày hôm nay thì con đi đến đây thì con sẽ hát bài gì nè? Dạ con sẽ hát bài Huyền Thoại Mẹ. Huyền Thoại Mẹ. Thế hôm nay có mẹ đi thì con thấy làm sao nè? Dạ con thấy vui. Hôm nay đi với mẹ thì hy vọng là con sẽ thể hiện thật là tốt. Có vẻ như con hơi bản lẻ lắm. Nào, bước ra mình phải thẳng lưng lên, mình hát thật là tự tin, đúng không? Từ cảm xúc. Nào, bây giờ trước khi bước ra thì có cử chỉ nào ấm áp với mẹ của mình, ôm mẹ cái hay là hôn mẹ cái nè, đúng không? Thể hiện tình cảm với mẹ, hôn mẹ cái. Rồi. Rồi, chúc cho hai mẹ con sẽ thi thật tốt nha. Nào, tập tay cái. Yeah, rồi.
Chào con. Rồi con giới thiệu đôi nét về mình đi. Con tên gì và đến từ đâu? Dạ con tên Bùi Thị Thùy Linh. Con đến từ Gia Lai. Năm nay con 8 tuổi. À, hồi vừa rồi là ca khúc Huyền Thoại Mẹ đúng không? Rồi bây giờ thì chú thấy là có đội của chú Vũ với cô Vân chọn con. À, bây giờ thì xin mời đội chia sẻ đôi điều. Cái tiết mục hồi nãy con hát á, thiệt sự nó không có phải là hay lắm. Nhưng mà ở trong giọng của con, chú cảm nhận được con có một cái tiềm năng. Tại vì cái giọng con, cái đuôi nó rất là ngọt ngào. À, có lẽ cái bài hồi nãy nó chưa đúng với lại cái thể loại mà con cần phải hát. Cho nên chú nghĩ khi mà con về đội của cô chú, thì cô chú sẽ tìm một bạn để hát chung với con thật là ăn ý và chọn cho đúng bài để mà con có thể hát, con có thể tỏa sáng ở trên sân khấu đó. Con đồng ý không? Dạ có. Ok, chị lại đây. À, chị chạy lại với lại cô chú. 8 tuổi luôn. Buồn quá. Con biết sao không? À, hồi nãy con đã về với đội của cô chú rồi. Cô chỉ muốn chia sẻ một chút thôi. Tại sao nãy giờ cô im lặng là vì thực sự cô cũng không biết là mọi người cảm giác như thế nào. Nhưng mà lúc mà màn mở ra, tự nhiên cô cảm thấy rất là thương con. Cô thấy con bé nhỏ, cái bước chân con run run bước ra phía trước. Con nhỏ xíu với một cái sân khấu lớn như vậy. Rồi cái đoạn đường con đi từ Gia Lai về đây rất là xa, rất là vất vả. Rồi đứng trên đó có một mình thôi, hát một cái bài hát quá khó so với tuổi của con. Tự nhiên cô cảm thấy thương, rất là thương luôn. Cô muốn được làm một cái điều gì đó cho con. Bây giờ thì cô đã được làm điều đó rồi. Và cô mong rằng là gia đình mình sẽ thiệt là hạnh phúc. Bye bye. Bye bye nè. Yeah. Bye bye, đánh chú nè, đánh được chú không đi. Không có run nha, phải thoải mái nha. Để mình thể hiện tốt nhất ở những vòng sau nghe con. Rồi chúc mừng con gái. Yeah. Xin chúc mừng gia đình Vava. Gia đình Dương Triệu Vũ, Ốc Thanh Vân rất hạnh phúc khi thu nạp thêm một thành viên nhí tài năng và còn được huấn luyện viên Huỳnh Lập mời nước trái cây nữa. Liệu chú Vũ có bị chú Lập mua chuộc? Cuộc chiến vẫn chưa dừng lại. Đón xem thí sinh cuối cùng của tập 2 nhé. Xin chào tất cả mọi người. Con tên là Khánh Linh. Năm nay con 12 tuổi và con đến từ Hải Phòng ạ. Sở thích của con là ca hát, nhảy múa và còn diễn xuất nữa ạ. Và có một lần ở trường con đã đóng vai Thị Nở. Và các cô, các thầy bảo là con đóng rất là đạt nên là con rất tự tin về khả năng diễn xuất của mình. Chị Phèo ơi, thế ông đã nấu cơm ăn chưa hả? Thế tôi tưởng bà phải nấu từ sáng rồi chứ. Tôi bảo ông nấu từ sáng mà, thế bây giờ ông chưa nấu thì lấy đâu ra mà ăn? Con quên mất tiêu rồi. Nên là để lần sau con diễn cho mọi người xem nhé. Làm mùa
con hát không? Con hát mà nguyên một cái binh đoàn thê tử từ phía châu Âu ồ ạt tràn ngập lên sân khấu biểu diễn minh họa cho tiết mục Omelie của con. Bây giờ con giới thiệu đôi nét về mình đi con, tên gì đến từ đâu? Con tên là Đoàn Khánh Linh, năm nay con 12 tuổi và con đến từ Hải Phòng ạ. Ồ. Ủa Hải Phòng nhiều người hát hay quá. Con ngồi xuống không? Ngần tĩnh không? Ê, con có thể cho mọi người biết là ngoài cái khả năng ca hát ra thì con có khả năng gì nữa không? Dạ, ngoài khả năng ca hát thì con có thể nhảy và diễn xuất ạ. Wow, diễn xuất. Trời con ơi, diễn xuất là về đây liền con. Con ơi, ở đây là dàn dựng diễn xuất với lại ông ca hát Hoàng nhảy múa luôn. Khiêu vũ con à. Ông Hoàng. Nữa hả? Đúng rồi, diễn xuất thì chú con biết rồi đó. Con có khả năng diễn xuất là con thường diễn chính diện hay là phản diện hay là cái gì? Dạ con thích diễn phản diện. Phản diện, phản diện con là cần đây phải nè. Có người diễn chính diện gọi là hiền diện. Bây giờ về đây đi rồi có người diễn chung. Con ơi bên kia là ác luôn, con bên đây là hiền nè. Đó. Hay là hai bạn diễn thử đi. Thưa quý vị, xin được giới thiệu ba bạn học chung lớp. Bạn Nguyễn Văn Tèo, năm nay 7 tuổi. Bạn Tý, năm nay 6 tuổi. Và xin được giới thiệu bạn tên gì ạ? Dạ, Tèo. Bạn Nguyễn Văn Tèo, năm nay 7 tuổi. Bây giờ mình sẽ đến cái vòng thi đấu vui để kiểm tra trình độ IQ của các bạn. Câu đầu tiên, các bạn hãy cho mình biết môn gì càng thắng càng thua năm. Dạ, rồi xin mời bạn Tý, môn gì? Dạ, thưa thầy là môn đua xe ạ. Đúng rồi, đua xe xe đạp, càng thắng thì càng thua. Dạ, rất một tiếng cho bạn Tý, chúc mừng. Câu thứ hai, bạn nhanh tay lên một chút nha, bạn chậm lắm. Mọi người hãy cho mình biết sở thú bị cháy thì con gì chạy ra đầu tiên? Tiên. Rồi, xin mời bạn Tèo. Dạ, sở thú bị cháy thì con ngừ chạy ra đầu tiên. Sai bé, mà bán vé chạy ra đầu tiên. Và câu cuối cùng, như vậy là chúng ta đã có được một điểm. Bạn Tèo, bạn cố lên nha, trình độ IQ của bạn hơi bị thấp đó. Bây giờ chúng ta sẽ cố gắng lên với câu tiếp theo nha. Câu cuối cùng, con gì? Con Dung đúng không? Con Dung đúng không? Chưa ông ơi. Chưa có hỏi xong. Con gì, đương nhiên giơ tay lên con gì là con gì? Dạ. Em bị kiến cắn. Bạn hãy cho mình biết câu thứ ba. Con gì đập thì sống mà không đập thì chết? Xin mời bạn Tèo. Con tiên. Đó là đáp án chính xác. Xin chúc mừng ba bạn giỏi quá. Bây giờ cô giáo chủ nhiệm vô rồi nè, dành một tràng pháo tay chào cô giáo chủ nhiệm. Chào cô các giáo con ơi. Yeah. Cô có một câu hỏi dành cho các con. Ủa hỏi hoài vậy? Lớp không học mà hỏi hoài. Cô ơi, cô chơi đố vui hả? Bắt đầu mời con. Rồi, ba bạn ngày hôm nay giỏi quá. Thế nên là các bạn tự thưởng cho mình một tràng pháo tay đi nào. Hay quá. Rồi. Bạn Tý ơi, bạn Tèo có này tặng cho bạn Tý nè. Bạn Tèo tặng gì vậy ta? Tặng bao lì xì chắc luôn. Cái gì vậy? Tặng cho bạn Tèo một cái loại nước trùng với màu áo của bạn, uống xong về đội của Tèo nha Tý. Tý ơi, bạn Tèo cũng có đồ tặng cho Tý nè. Đây giữ giùm cái này cho. Nhắm mắt lại đi. Rồi đưa tay trái ra. Rồi đi. Bậy. Cái này là phải mở ra uống như nãy giờ hát nãy giờ. Cái này đó. Khát nước lắm này. Chúng ta thấy là mấy bạn của chúng ta đã có một cái tiết mục học rất là vui nhộn, nhưng nãy giờ thì ở dưới người ta đang chờ đợi xem là cái quyết định của bạn Tý sẽ về đội nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Đầu tiên là ý kiến của cô giáo chủ nhiệm. Thưa cô, cô thấy là với phần thể hiện Omelie của thí sinh Tý thì cô thấy như thế nào? Mời cô. Cái điều quan trọng đó chính là cái gì? Cái tinh thần của em khi thể hiện bài hát, cái phong cách biểu diễn nó rất là thoải mái, tự tin. Và chú Huy đã chọn bởi vì cái giọng hát của bé đã thuyết phục được chú Huy, cộng thêm một cái sự tươi trẻ, thoải mái, trong khi mà chưa kịp thấy gì hết thì đã cảm thấy rất là thích rồi. Thì chắc chắn là Huy bớt tạo nét lại cho chị nói cái... Rất mong là con về với đội của cô, bởi vì đội của cô luôn luôn tràn ngập những ngọn lửa trẻ, khỏe, gặp. Trời ơi, bé nó mới chê chị già đó. Dạ, chị có nghe em. Chị có nghe chị đúng không? Chị đang trời anh Vũ là... ơi, anh Vũ. Mình rảnh mình đi chùa đi chị. Anh ơi. Công nhận á, anh không thấy mà anh quậy cho hai dạ, bên đồng nha chị. Em không hề có ý gì trơn, em cảm thấy anh Vũ là một người rất là đáng để đề phòng. Hồi nãy em nói là Vũ cũng em nói là cái sự trẻ này á, cả chị Ly cũng có trong đó nữa em. Trẻ nhất là chú. Dạ. Bây giờ con đợi về đội của chú đi. Tại hồi nãy đó là chú nghe con hát á, có mấy cái xử lý con xử lý rất là tinh nghịch. Một ngày nắng ta hát vẫn nắng tươi. Biến lấy nhấn nhá nhìn nó lạ lùng lắm.
hay hay, tinh nghịch, vui vẻ lắm, rất là phù hợp với màu sắc. Tinh nghịch là bên đây nè con, bên trái nè. Không, bên kia là bị điên con ơi. Ê, gì? Bên đây là đủ hết màu sắc con, thấy chưa? Đó. Lấy la, lấy la. Lấy la, lấy la. Come here la. Rồi, như vậy là đội này đã xong phần thuyết phục. Nãy giờ thấy cô Ly ngồi cười hoài, không biết cô Ly thấy làm sao. Nói nghe nè, hồi nãy chị nói rồi, bây giờ ở bên đây sức trẻ quá cho nên chị để cái sức trẻ đứng gần đó thuyết phục. Trẻ là bây giờ trẻ chứ cứ về với trẻ, tại vì bây giờ coi như là chú là coi như là trẻ nhất trong vàng ban giám khảo rồi. Ha. Chú ngang ngửa chú Lập. Em ơi ra quyết định đi. Quý ơi. Hả? Em hát cái nó đổi ý định rồi kìa. Em ơi nhớ nha. Bây giờ thôi mình để cho bé suy nghĩ đi. Ôi mất mặt quá này trời ơi. Bây giờ con sẽ về đội của vị huấn luyện viên nào? Con cũng xin cảm ơn hai đội đã chọn con và cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã cùng hòa nhịp vào bài hát của con. Nhưng mà con chỉ có một lựa chọn thôi ạ. À. Con ơi, bây giờ chú tự nhiên chú nảy sinh ra cái cảm giác này, tại vì bây giờ chú xem xét lại nguyên tiết mục của con, chú thấy không có lý do gì mà chú không chọn con hết. Chú không hiểu tại sao hồi nãy chú không nói nữa. Nè nè, anh Vũ, anh Vũ. Anh Vũ. Trời ơi, chết rồi. Em sẽ lấy tấm thân ngọc ngà này chặn cái dòng đường chạy của Mộc Thanh. Cái đường dây điện đâu rồi, tôi cắt. Em cắt đây cái đường dây điện liền ngay tập tức nè. Bây giờ anh nói đâu đàng hoàng anh Vũ. Em bấn liền nè. Con ơi, con có muốn chú gạt cái này luôn không? Con có muốn điều đó không? Bây giờ chú cũng không biết tại sao chú không gạt nữa luôn á. Chắc hồi nãy mình lo uống nước. Lo thôi, tụi tôi muốn nè. Hồi nãy là uống nước ông này không cho. Uống ăn đâu, đâu, uống lấy lẹ đi anh. Ủa, uống liền hả? Ờ, nước ép. Ờ, có rồi, bên cho một cái này cho nha. Thôi vậy không, đang kêu ra đây nè. Nước đó nó bỏ thuốc vô. Trời đất ơi. Trời ơi. Sao nghe tiếng ác vậy? Trời ơi. Anh Vũ ơi, cái gia đình gì đơm đặt. Con ơi. Hả? Đây nè. Con thấy chưa? Con thấy cái gia đình chưa? Cho cô ơi, cô uống chưa? Cô uống chưa? Trưởng ban diễn xuất. Cô trả lại đây, trả lại đây. Trời ơi. Nè, một chai là hết rồi nè. Con uống hết không sao, không sao, không sao. Con có muốn chú gạt không? Anh ơi, anh có thời gian anh đi chùa đi anh. Mình đi giải nghiệp. Anh đi chùa anh ơi. Gieo quá, gieo hà. Anh đi phóng sanh cá, phóng sanh chim đi. Thôi bây giờ thế này, tại vì nãy giờ mình cũng đã dành thời gian rất là nhiều cho việc giao lưu với con. Bởi vì con là một cô bé rất là đáng yêu. Nãy giờ cô im ru lý do là, không biết sao không? Cô đến từ Hải Phòng. Trời ơi. Hoài luôn á. Hải Phòng nữa. Hoài luôn. Không, các bạn cứ bình tĩnh nào. Thôi Hải Phòng ngày hôm nay. Mình đã nói gì đâu, các bạn buồn cười thật đấy. Cô đến từ Hải Phòng, cô đến từ Hải Phòng, cô đến từ Hải Phòng, cô đến từ Hải Phòng. Và cô thật tự hào phải thông báo với con một điều rằng là cho đến giờ phút này chưa có một người Hải Phòng nào về với đội của cô. Cô hãy phá vỡ cái điều đó đi. Cô không dám hy vọng bất kỳ một điều gì nữa. Bây giờ túm lại. Mấy cứ làm đại là đi. Làm đại đi rồi làm con chọn là tùy vào con. Thế okay. Thôi yeah. Như vậy chúng ta có cả ba đội đều chọn cô gái nhỏ nhắn đến từ Hải Phòng. Quyết định của con sẽ căng thẳng hơn rồi đây. Con có thể nói cái cảm xúc của con lúc này. Dạ con cảm thấy rất là vui nhưng mà cũng rất là phân vân giữa ba đội. Con cứ theo trái tim của con đi, tại vì con vào đội nào chú nghĩ con cũng sẽ làm tốt hết. Tại vì giọng hát con rất hay và rất điêu luyện và con rất là đẹp. Con đẹp đúng lắm rồi, con. Con về là con lấp lánh như con. Rồi, quyết định của con sẽ là về đội nào? Con có thể hát một câu hát mà liên quan đến một vị giám khảo trong một đội. Oh, wow. Quá hay. Yeah, xin mời. Có ai suốt đêm thao thức vì cô Ly. Nhớ này Vũ có hát bài này không? Có hát này. Một lần nữa Hải Phòng lại không về với Hải Phòng, nhưng tất cả chúng ta là một gia đình lớn, yêu thương và cùng nhau tỏa sáng trong vương quốc tuyệt đỉnh sông Ca Nhí. Qua hai tập,
đội huấn luyện viên Dương Triệu Vũ, Ốc Thanh Vân đang tạm dẫn đầu với 7 tài năng nhí. Đội huấn luyện viên Cẩm Ly, Huỳnh Lập bám sát phía sau với 5 thành viên. Và đội huấn luyện viên Ngô Kiến Huy, Khả Như đứng ở cuối bảng với 4 thí sinh. Tình thế có bị đảo ngược ở tập 3 tuyệt đỉnh sông ca nhí. Đội Vũ Vân Vui Vẻ có bị xoán ngôi khi hai đội còn lại sử dụng triệt để các chiêu trò. Đội Ly Lập Lung Linh sáng tạo ra chiến thuật nào khác. Huy Như hay Nhay sử dụng bảo bối đặc biệt của đội để chiêu dụ thí sinh. Đó có thể là nhan sắc lắm chứ. Tất cả sẽ có trong tập 3 chương trình tuyệt đỉnh sông ca nhí, phát sóng vào lúc 21 giờ thứ ba ngày 10 tháng 4 năm 2018 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, và phát lại vào lúc 11 giờ 45 thứ tư ngày 11 tháng 4 năm 2018 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện. Quý khán giả có thể xem đầy đủ chương trình ngay sau khi phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store. Khán giả tại Hà Nội có thể xem truyền hình Vĩnh Long 1 trên hệ thống cáp analog của VTV cáp tại vị trí kênh số 8. Đặc biệt, khán giả cả nước có thể xem truyền hình Vĩnh Long HD độ nét cao trên VTV cáp, SCTV, HTVC, truyền hình số mặt đất và truyền hình số vệ tinh.